an toàn trong năm Mão khi không gặp tam tai hay toái tuế. Đây lại là một cặp nhị hợp chỉ Mão. Hợi có vận niên no đủ là kê giáp giêng. Kỷ Hợi, Ất Hợi, Nam có sao Thổ Tú là một ách tinh dễ mang tai nạn, đặc biệt là sự đi lại trong công việc cần cẩn trọng để tránh và giữ gìn gia đạo mình được an vui hạnh phúc. Nữ Kỷ và Ất Hợi gặp sao Vân Hớn nên kỵ màu đỏ. Gặp sao Vân Hớn cho nên tính tình nóng nảy, dễ gặp khẩu thiệt, cần giữ gìn sức khỏe, dễ gặp kiện cáo.